xin chào các bạn. Thì bây giờ tôi đã, đây là lần thứ hai mà tôi đã lên giọng. Thì cái lần đầu tiên mà tôi mà lên giọng là cái video hướng dẫn cách ăn cơm. Thì tôi cũng đã lên dùng cái series đó luôn. Và khi nào mình thích, khi nào tôi thích thì tôi sẽ làm. Còn nếu như mà người nào mà có nhu cầu để biết thêm nhiều thông tin thì tôi thì cứ việc comment phía dưới rồi tôi sẽ làm cho. Rồi kênh của tôi thì không có, ngay lúc này thì kênh của tôi thì chưa làm được nhiều trò lắm. Tại vì có một cái trò gì mà tôi thất bất đê, thì cái trò đó tôi không biết tại sao mà cái máy nó không lên tiếng luôn. Giờ bây giờ tôi phải làm lại từ đầu. Và để sửa máy xong rồi tôi mới làm được luôn. Thì lúc đó thì còn rất là lâu, nên giờ tôi sẽ chỉ che đỡ ba mấy con trên điện thoại như thế này thôi. Ngoài búp thì tôi có thể chơi búp PC. Ngoài búp PC tôi còn chơi những con khác luôn, có những con đề cũ nhất luôn tôi cũng có thể chơi. Thì hôm nay tôi sẽ chơi búp PC Mobi. Tôi sẽ test thử cái map tiết này. Cái điều mà tôi thích trong cái map này, tại vì tôi thích nó thôi. À quên á, và cái thứ đầu tiên á, mọi người vào cái map này rồi thì nhớ là mặc đồ trắng cho tôi, như là bộ đồ tôi đang mặc. Tại vì tôi cũng không có nhiều đồ lắm nên tôi mặc nửa đồ này luôn. Và trong cái map này là tôi có cảm giác là có rất nhiều scanner và M762. Vì đây sẽ là một cơ hội tốt cho những người mà muốn được chơi bằng Sika hay là M762. Tôi cũng rất thích M762. Thì nó cũng như một hoa ca, nhưng mà được cái là nó giảm lắc lại. Đó là một cái tiếng tốt. Và nó nhìn còn giống AK nữa. AK phiên bản mới, phiên bản hiện đại chứ. Không biết được. Tôi còn chưa biết cái xe nó ra sao, không biết là có xe, có thể loại xe bốn bánh không, chắc là xe răng cưa không á. Tiếc thiệt, nãy giờ thì chỉ nói có hai khối này thôi, vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để ăn cấp 1 của tôi. Tôi ăn cấp 1 thì tôi chỉ thích những cái combo mà tôi đã cho ra thôi. Như mà chơi không theo những con tủ thì rất là không thỏa mãn, cho dù chiến thắng đi nữa. Và tôi chơi thì có phần cũng có hơi gà. Trong khi anh em xem á thì anh em chữ thì anh em chọi gạch tùm lum đưa thì tôi cũng đâu biết đâu. Vì hay gì mà chữ gì đó, rồi để lỡ mà có phụ huynh mà bắt gặp cái thì rất là khổ. Vì vậy thì tôi nghĩ là anh em comment dưới chỉ tôi cách chơi xe cho hay đi.
thì đó sẽ là những lời hướng dẫn tận tình từ người xem. Tôi sẽ làm theo lời luôn, tại vì đó là những hướng dẫn tận tình từ người xem mà. Ủa cái gì vậy má? À phải rồi, tôi phát hiện cái này rất là hay luôn, là trên đường đi anh em nên nhặt những cái này, những cái chuông, những cái chuông của lễ Noel. Khi lượm chết hay top 1 thì tôi nghĩ là chết sẽ nhận được một phần quà chẳng hạn. Còn còn nếu như mà thắng thì tôi nghĩ là chắc chắn là số lượng quà sẽ nhân lên gấp đôi. Nên chuyện đó thì để sau đi, sau này tôi sẽ luyện luyện tập về trở thành một sniper để sao. Hiện giờ tôi chỉ thích những khẩu như vậy thôi. Ô lại thêm một cái chuông, quá là hay, chắc cũng một bộn đó à, không ít đâu. Ồ, thật là may mắn. Tám x luôn. Nhưng mà tiếc là tôi không biết xài. Tôi sẽ giữ luôn, để không cho nào chiếm giữ được cái 8x này được. Bây giờ thôi đây lẹ mới được. Này nguy hiểm quá. Ồ, vẫn có xe bốn bánh. Mới lúc nãy là tôi thấy có một chiếc xe nó nhìn ngộ lắm. Chắc là thể loại mô tô biến thể của mình đâu. Nhưng mà xe bốn bánh thì nó vẫn giữ nguyên. Với cái tốc độ và sức lực của chiếc xe này thì tôi nghĩ là vậy. Còn như xe nó không chê kìa. Tôi sẽ không đụng vào mấy cây như cây 98 hay là ít rồi, là tôi chỉ thích cây 98 và ủa không lộn tôi chỉ thích AWM và một khẩu M24 xà đạn 7. Tôi rất là thích. Nãy giờ nói đến đặc điểm yêu thích của cái máy này cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà cái thứ mà tôi thích trong máy này có nhưng mà rất ít, thứ nhất là tiếng chân, thứ hai là đòi hỏi về một đôi mắt tinh anh.
cái hù thì bạn phải cần một cái đôi mắt tinh anh. Vẫn bị phát hiện thôi, đó là một điều khó khăn, đó là một điều khó khăn mà tôi không thích thì cái máy này. À, nó dừng ở kìa. Thử gì? Hay quá chưa đủ muốn xe. Lại lút rồi ta. À mà tôi cũng đâu thích dừng chiếc này đâu. Đồ trong có vẻ ngon. Đây đây đây, combo của tôi đây rồi. Hay lắm. Rồi, tôi sẽ lỡ luôn rồi, tôi sẽ sử dụng combo này luôn. Có hay là chặt túi. Dead. Mắc cẳng quá, để nó thoát rồi. Không thèm. Rồi đây tính sổ tiếp. Một lý do lý cháu thôi mà không thể tin được. Trình độ tôi chỉ đến đó thôi. Đáng lẽ tôi nên bắn bánh xe của nó nhưng mà quá trễ rồi. Rồi lần này thì tôi sẽ bắn nghiêm hơn, chắc chắn sẽ ăn tới một luôn, trong áp mới luôn, phải là như vậy. Đây là nhà thờ Đức Thánh Chúa Trời. Cư dân ở đây ai cũng mặc đồ trắng hết để tránh bị phát hiện. We will be taking off soon. Be prepared. Thách cái quần. Vô nhà này đi. Vô nhanh lên. Ta không có thời gian. Mình thì chưa biết địa điểm nào đặc sắc, mà sợ nó đặc sắc quá thì cũng chết thôi.
cũng như các cuộc chiến tranh lớn đã từng xảy ra như là ở trường, ở bootcamp chẳng hạn, ở bộ chiên kỳ chẳng hạn, rất là nhiều. Người ta không thích chuyện đó chị, bởi vì trình tôi là trình gà đồng. Mới vô mắt méo tại sao quay what the hell. Gặp được cái combo nãy giờ mà mình không biết, nãy giờ cũng hơi bị đau rồi. Xây nhà chim không có được, không lẽ xây cái máy gạt như vậy là để người ta chui lên đầu sao? What the hell? Đây này, hay là đồ để trên đây ta? Nãy giờ mới được cái nó, cái nó màu đen luôn, rất là buồn. Để công. Đạn AK nè. Lại một cái chuông, thật là may mắn. Lại một cái chuông, thật là may mắn. Tôi rất thích, chắc là nhiều hưởng lắm. Ấy dè, thấy tao rồi à. Cái nút bên tay phải của tôi nè bị lỡ trúng không mà. Tôi chỉ thường bắn như bên trái thôi, rồi bên phải là cái bên nhắn. Bót nặng quá. À, lý do tại sao tôi không có mang giày
là tôi có tìm hiểu là không nên mang về, tại vì mang về nó sẽ gây ra tiếng động, thì chuyện đó là rất bình thường, nhưng mà nó hiện trên cái bản đồ như hai thành thành đôi bàn chân thì mọi người sẽ biết ở đâu ngay, nên tôi lột ra luôn, nó chỉ gây tiếng động thôi nhưng không ai biết đâu, đừng lo, cứ tin tôi đi. Dạ, lý do tôi ghét nó này là vì cho dù mang dài hay không thì đạp tôi lên tiếc cũng ra âm thanh, tôi không thích tí nào. Khi giọng không là đứng sau lưng một lớp. Để chỉ để lúc được hoặc là hay ho, đây cũng có thể mọi người nấp trên đây không chừng còn dễ thấy hơn trên màu trắng này nữa, trên móc tí nữa, tại vì cỏ này chắc là theo ánh mắt mọi người thì cho dù màu cỏ nó có màu tối thì vẫn bị phát hiện thôi.
từ nãy đến giờ mới gặp được khẩu này. Tôi đợi khẩu này rất là lâu luôn, đến giờ mới có. Buồn thì khá là buồn. Đẹp. Thì cái người nãy là một người trong studio, chắc lúc này nó cũng ngủ mình chơi mắt tiếp rồi, nhưng mà mình mắt làm video rồi nên chắc mình nghĩ là lúc khác mình hoàn top 1 cho cái map này nữa, nên sẽ rất mất thời gian. Rồi, mình mới nghĩ ra mũi thử bay qua rồi. Hi ya, thành công kìa, ghê chưa? Em quên vô cực rồi. Combo đó lắm. Thì mình cũng là một người chuyên cũng thích siêu tầm súng, súng đồ chơi, không phải là đồ chơi mà kiểu súng bắn đạn hạch hay là súng bắn cả đạn bi, nhưng mà chỉ gây quá nhiều sát thương chẳng hạn. Mình tốt lắm, chỉ gọi mình ngay những lúc mà mình không có chi chiến cái này luôn. Nãy giờ chỉ giết được một đứa thôi. Lại chung hấp dẫn chỉ chiến không tốt, nhưng mà tới chừng mà lỡ mình mà có chinh chiến thì bạn mình cũng rất là tốt, cũng không có gọi mình luôn, đợi mình giết thằng đó xong mới gọi tiếp lên hỏi cái tựa như vậy. Giờ lúc đó mình mới chết tại vì thằng khác nó lại nó bắn mình. Sẽ đi tìm, lại đi tìm, không nhận chi tìm tin tức của cái hang khẩu bé. Pha quần áo như mình, vừa mặc giáp đen vừa mặc áo trắng, quá là hợp lý cho nơi này.
hợp là phù hợp cho việc nấp tí hoặc là nấp ở cỏ như thế này, cái này có cỏ, những nơi cá biệt mà cũng hay. Cỏ lại mọc tiếng các bạn ạ, cỏ cây vẫn mọc mạnh trời lên luôn. Lúc nãy không có, bây giờ mới có. Thật là đáng tiếc. Nhưng chỗ này là chỗ mới, mình chưa gửi. Chắc vậy rồi. Mình nghi lắm. Lỡ như căn nhà mà chứa thêm cái chuông hay cái gì rồi sao? Mình thì cũng máy đang sửa thì không biết là nên sửa hay là nên mua lại luôn, nên chỉ chơi bằng điện thoại thôi. Và khả năng phản xạ đối với cái điện thoại thì rất là chậm. Nên có gì thì các bạn hãy để lại những lượt like hay dislike luôn, để chắc chắn rằng mình cần nên cải thiện những gì. Mình lẫn ở dưới phần comment luôn. Mình sẽ đi theo những gì mình chắc. Mình tin là sẽ có đồ đẹp hơn. Mình nghĩ là vậy. Thôi để cửa đi. Mình cũng sẽ đi vòng vòng bên đây thôi, để coi chỗ nào mà lướt rồi thì để cửa như vậy là biết để vô rồi, hoặc là để gà bãi nguyên thẳng nữa lại. Nhưng mà lại là mình sẽ nghe tiếng cửa rồi. Vậy cảm ơn đó. Lúc này thì phải chạy bộ, thật là buồn mà.
Rồi, đã quay lại với khu có tiết. Giờ thế nào mình cũng sẽ bị phát hiện thôi Trang. Chiếc áo này thì cũng rất là mày. Tôi dùng màu trắng. Ồ, cái này có 302 à nha. Cái thính bị lắng nghiêng. Nhưng mà mình không ai ăn được. Trình mình vẫn chưa tới được. Trình mình vẫn chưa tới đó. Mình cũng mới phát hiện. Khi quay thì nó sẽ giảm đam khi té. Rất là hay. Cố gắng chạy nhanh lại, sắp cuối luôn rồi. Không chừng ơi, không được chết tại đây, còn nhiều chuyện phải làm. Sắp thoát rồi. Thật là may mắn. Vì mình đã hót. Nhưng mà không chừng có đứa đang nhìn mình mà mình không hay. Rồi có một chiếc xe ở đây là không lạnh rồi. Chuẩn bị giao tranh. À nó thấy mình rồi. Mình thấy một đứa ở đây. Hả? À. Dead. Rồi, bây giờ mình đã quyết định là cho làm một video với thằng bạn nãy luôn. Welcome to PUBG Mobile. Không chứ ai quy nó mà nhưng chỉ có nó là thôi. We will be taking off soon. Be prepared. Đi đâu luôn. Thôi. Follow nó luôn đi. Cho chắc nha. Đây nè, cái ghê quá. Phải đi trước nó mới được. Đó, nhìn lại. Không nhiều thời gian. Mình không muốn chết sớm nào.
Giờ đây chết với chè. Bố sẽ đậu hết. Quá hơn. Hiện tại thì như vậy đi. Một lá nữa thì tiếp. Có đánh nhau. Bọn nó đánh nhau kìa. Ô hình như có đồ trên đây. To PUBG Mobile. We will be taking off soon. Be prepared. Chỗ này có vẻ được. Chắc chắn là này sẽ mình sẽ lấy cái tấm một như cái lần mình đã đi vô cái Paradise Resort. Thank you.
Hình ảnh thì cũng có được khi lấy trong đó không ok hai chị à. Thêm một đứa chị rồi. Mình thì yêu thích cái này nhất nên mình sẽ lấy cái này. Mình rất tiếc cho cái khẩu vector lần này. Mình chỉ một lòng với khẩu mà 17 hay 17 xong rồi. Let's go. Có cái chuông này mình sẽ không nói I got supplies. Mình sẽ không nói cho nó biết đâu. Đúng rồi, khi mình nghĩ là khi lượm được cái súng thính này thì mình nên ra gần gì bo để bắn. À không, mình phải vô bo trước rồi hãy ra gì bo mới bắn. Đó chính là điểm cốt lõi. Mình nghĩ là không nên vô nhà đâu, nên đứng ngoài này là được rồi. Tất nhiên là sẽ có giao tranh. Mình sẽ thủ ở đây. Biết ngay mà.